sau nhá. Hôm nay ấy, buổi hôm hôm trước thì chúng ta đã dừng ở chúng ta có đến buổi này là buổi thứ ba buổi thứ tư nhỉ, buổi thứ ba đúng không? Thì ở hai buổi trước thì chúng ta đang đang dừng lại ở cái việc thứ nhất là cài cắm về môi trường cho cái Angular này. Cái buổi thứ hai là chúng ta học về cái khái niệm về component này, dạ, và một vài cái action ở trong component. Thì buổi ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục học thêm về component bằng cách là tương tác với data của cái component. Tức là trên cùng một cái màn hình đấy chúng ta sẽ tương tác với dữ liệu một cách nhiều hơn, dạ. Thì ví dụ như hiện tại trong cái project của chúng ta ở đây, trong cái project của chúng ta ở đây, đây lớp 06 ứng dụng đây. Rồi, chúng ta đang ng cách serve cách chữ chữ o thế này, thì chúng ta đang hiển thị được cái danh sách của cái một cái hero một của một danh sách của các cái hero ở trong cái ứng dụng của mình, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ làm nhiều thứ hơn thế, tức là chúng ta sẽ tiến hành là thực hiện các chức năng, ví dụ như thêm sửa xóa trên một cái danh sách hero này, được chưa? Và tôi cũng sẽ trong cái thời gian này tôi sẽ lồng dần các cái quy tắc, các cái quy định về cái việc tương tác với dữ liệu ở ngoài giao diện cho chúng ta xem, được chưa? Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ code nhá. Các bạn đã đến đây nhỉ? Có bạn nào không theo kịp không? Rồi ạ. Có bạn nào đang đang bị chậm không? Không ai bị chậm đúng không? Như vậy thì chúng ta tiếp tục nhá. Thì tôi nói lại một chút này, cái component, khái niệm về component này. Thì component ấy nó giúp chúng ta quy định ra một thành phần ở trên màn hình hoặc là toàn bộ cả một cái view, một cái giao diện của chúng ta luôn. Dạ. Khi mà chúng ta đã chuyển đổi thành component thì chúng ta nó sẽ tăng cái khả năng tái sử dụng code của chúng ta rất nhiều lần. Dạ. Và nó giúp cho chúng ta có thể là sử dụng lại được code của những người khác hoặc code của chính mình. Dạ. Nó giúp cái thời gian phát triển cái dự án nó ngắn lại. Đấy, để chúng ta có thể làm những cái tính năng mới nhanh hơn. Dạ. Thì quay trở lại với các cái thành phần ở trong component. Thì các thành phần trong component nó bao gồm bốn cái file chính là file CSS, file HTML. Để tôi xóa sử nó cái này đi. File CSS, file HTML, file space.ts và file.ts. Được chưa? Thì trong cái bốn cái file này ấy, thì chúng ta quan tâm nhiều nhất đến cái file là hero list component ts và file list v2 component.html. Được chưa? Thì ở trong này đây tôi sẽ đổi lại tên của nó cho nó đúng chuẩn nhé, để cho các bạn dễ hình dung. Hôm trước là tôi demo cái việc là đổi đổi tên file template thôi. Hero trừ list component này. Rename này, copy này, đây đây, dạ. Thì chúng ta sẽ quy định cái dữ liệu ở trong hai file này. Thì cái file này là cái file đảm nhiệm cái việc là hiển thị dữ liệu ra ngoài, còn cái file hero list này, cái file hero list.ts thì nó sẽ là nơi quy định ra data. Cái data này sau này các bạn sẽ lấy được từ 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 API của server. Được chưa? Thứ nhất là chúng ta quy định lấy được ra data này, cái thứ hai là chúng ta là nơi để xử lý cái dữ liệu ở ngoài màn hình. Được chưa? Thì ở đây ví dụ trong này tôi có một cái biến là title, cái biến thứ hai là cái biến hero list. Cái biến này nó có kiểu dữ liệu là dạng mảng. Đây các em nhìn nó dạng mảng đây. Được chưa? Thì trong cái dạng mảng này của chúng ta, trong mỗi một cái phần tử của cái mảng đó, chúng ta có một object. Object này là thể hiện cho một cái một cái siêu nhân nào đấy, một cái hero nào đấy ở trong cái việc chúng ta cần phải quản lý, đúng không ạ? Thì nó gồm các cái thông số là ID, tên và giới tính của họ. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ phải làm cái việc là hiển thị, đầu tiên chúng ta phải hiển thị ra được cái danh sách của những cái hero này. Đúng chưa? Thì làm sao để làm được cái việc đấy? Thì ở ngoài cái file HTML của chúng ta ấy, thì chúng ta có quy định như sau. Đây tôi sẽ comment vào đây. Có quy định như sau, cái cặp dấu ngoặc này, cặp dấu một cặp dấu ngoặc nhọn là để
lúc chúng ta là hiển thị giá trị của một cái biến hoặc là một cái thuộc tính của đối tượng trong một object. Đây là cái dấu thể hiện cho cái dấu là hai cái dấu ngoặc kép, được chưa? Cái dấu thứ hai chúng ta cần phải lưu ý đấy là cái dấu ngoặc vuông này. Cái dấu này nó sẽ là quy định về giá trị của các thuộc tính trên 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 file view, các thuộc tính của các thẻ đấy. Y giá trị thuộc tính được gán bằng một biến hoặc là một giá trị thuộc tính. Được chưa? Ví dụ như cái thằng này thì chúng ta có những ví dụ như nào, ví dụ như thẻ img, được chưa? Trong cái thẻ img này có cái thuộc tính là src, được chưa? Thì bằng cái gì đấy thì chúng ta cái giá trị ở đây, cái giá trị ở sau dấu cái đống này, cái dấu này thì nó sẽ là giá trị của một biến được quy định ở trong file ts. Nhưng mà bắt buộc chúng ta phải quy định là ở trong cái thẻ img, cái thuộc tính src, cái thuộc tính nào chứa cái giá trị đấy thì nó sẽ phải là được nằm ở trong cặp đúng không vuông, được chưa? Hoặc là chúng ta có cái thẻ là thẻ input chẳng hạn, thẻ của chúng ta là thẻ input, thẻ input thì nó có cái thuộc tính là value chẳng hạn, cái value cũng bằng một cái giá trị nào đấy thì cứ là cái thuộc tính thì chúng ta viết được cho nó là cặp đúng không vuông, được chưa? Tiếp tục nhá, chúng ta có cái cặp dấu tròn như này, nó quy định về gọi là cái gì nhỉ, quy định về sự kiện sẽ xảy ra, sự kiện, và khi sự kiện xảy ra thì một cái hàm nằm trong code chấm ts sẽ được thực thi. Dạ. Ví dụ như nào, ví dụ chúng ta có là on click thì chúng ta viết như này, được chưa? Còn ví dụ như on mouse over hoặc on blur thì chúng ta viết thẳng như này, on blur này, on key up key down này, on key down này, này, được chưa? Các bạn ghi chép những cái này vào giúp tôi nhá, cái này nó rất là quan trọng cho nên là chúng ta bắt buộc phải ghi chép vào. Có nhìn thấy cái chữ gì ở trong cái phần tôi vừa viết không? Có cần cho to lên không? Có thể cho to lên cho dễ nhìn đi này. Tôi thấy mà này. Ok, đây cho to lên nhá. Nhìn được chưa? Nhìn được chưa các bạn ơi? Các bạn ghi chép phần này vào này, không cẩn thận là mấy nữa là không nhớ gì đâu. Thầy cho lên trên Meet em dán vào Word cũng được rồi. Đây đúng không? Đây đúng không? Hoặc là tôi ném vào đây nhá. Đây là các cái quy định. Nhà đây. Hay được chưa? Được chưa? Được chưa? Chúng ta có demo như sau. Chúng ta có demo như sau. Đầu tiên là ví dụ chúng ta có cái biến title ở đây này. Biến title ở đây đúng không các bạn? Thì chúng ta có cái thẻ H2 này, quy định là thẻ H2 này. Xong chúng ta hiển thị giá trị của nó thì chúng ta cứ bê nguyên ở trên là cặp dấu ngoặc, xong rồi tên biến ở đây.
Được chưa? Mặt Giống như tướng. là cái hero name này cũng vậy này, hero name này thì là chúng ta cũng cặp dấu ngoặc này. Bây giờ hiển thị text ở giữa các cái thẻ mà. Được chưa? Tiếp theo về cái chúng ta có một cái nữa là để thực hiện vòng lặp. Thực hiện vòng lặp. Này sử dụng cho các cái cho kiểu dữ liệu dạng mảng. Bây giờ thì mình có cái sao ng4 sao ng4 đây. Dạ. Thì chúng ta tạo ra mỗi một cái vòng lặp này chạy chạy mỗi một vòng lặp chạy qua cái mảng Hero-List thì mỗi một phần tử được lấy ra cái phần tử đang 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 được xử lý ấy, thì nó gán cho cái biến hero let hero đây. Dạ. Let let hero of hero-List. Thì hero list này nó là một cái mảng của chúng ta ở đây. Thì mỗi một cái phần tử chạy qua cái mảng này thì nó chính là cái biến hero, tương đương với việc là cái thằng này là một cái hero này, hoặc là cái thằng này là một cái hero này, nó cứ chạy thế từ đầu đến cuối mảng cho hết thì thôi. Được chưa? Thì ở đây chúng ta có hero là một phần tử thuộc cái hero list, chạy đến đâu thì cái giá trị của cái phần tử đang được set đấy nó sẽ gán cho cái biến hero này, và chúng ta được quyền là hero.name. Được chưa? Nếu thích nữa các bạn chơi ra đây là cái hero hero chấm gender chẳng hạn. Được chưa? Thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái output nó là 1122. Đúng chưa? Nó tương ứng với lại cái giới tính của cái hero đang được xử lý. Được chưa? Thế cho em hỏi Ừ. chỗ của em làm NG4 ấy thì nó lặp lại 2 lần dữ liệu thì có phải là do em ghi nhầm thêm vào component Lặp 2 lần dữ liệu á. không? Vâng ạ. Em share screen đi xem nào. Đây rồi. Đâu? Đây này, nó có 2 cái danh sách đây. Em mở cái Trong này thì em ghi mỗi như thế này thôi. Ôi từ từ bình tĩnh hả? NG4 let hat of hero. Hero component này là nó hiển thị lên, còn bên up có một lần thì em mỗi ghi như thế này thôi. App router outlet. Em vào cho tôi xem cái file em app routing này nào. À, app hero kìa. Anh nhìn Hero thấy app hero không? ở đây. Em vừa mới 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 mới, mới mở cái file app component.html sao? Hero. App component.html. Em Ctrl P đi. Kéo nó dài ra nhìn cho nó dễ. Đấy, app hero app chấm app chấm component chấm html đấy, nhìn thấy chưa, nhìn thấy file chưa, Đây đấy kích vào đấy. đây. Em đây nhá, từ từ nhá, em đang để là cái rồi name này Nêm này em tạo. rồi. Ok, em mở cái index.html bên cạnh được coi nào. Vâng. Đây. App npm Cái này là em em thay đổi đổi. tên của thằng app component đúng Vâng. không? Có gì mà lỗi nhỉ? Chưa Nó hiểu vì sao nó lại ra thế. Từ từ nhá, cái này là như nào đấy? Sao lại app v2 component? App component em mở cho tôi cái xem file app component.ts xem nào. vâng, đây App npm này. App v2 component a rồi, em mở cái file app v2 component ra. vâng, Rồi, em xóa mất cái kia rồi đúng không? rồi bây giờ em xóa rồi, chắc là cái này Xóa đi bị cho nào, xóa đi. vâng. Lưu xuống. Rồi ra ngoài màn hình chạy đi.
Còn À đúng rồi đây. Rồi đây anh. rồi nhá. Vâng. Em hiểu rồi, em cảm ơn. Được chưa các bạn ơi? Thì nhớ là vòng lặp để chúng ta dùng NG4 nhé. Được chưa? Vâng ạ. Dùng NG4. Tiếp theo, nếu mà trong trường là chúng ta có cái if else. If else ở đây ví dụ gender 1, tôi muốn quy định 1 là nam, 2 là nữ chẳng hạn, đúng không? Thì tôi sẽ có thể viết như này. Đây là span này. Span sao ng if bằng, được chưa, hero.gender bằng bằng một, thì tôi hiển thị đây là chữ nam, duplicate nó lên, nếu gender khác một thì đây là chữ nữ, được chưa, tôi lưu xuống và tôi chạy, các em sẽ thấy là nó là ra nam hoặc là nữ theo cái yêu cầu của mình luôn, đúng không? Được chưa? Các bạn làm luôn trong bài của mình đi. NG if là để check điều kiện. Cái này nó cứ lằng ngoằng hay sao ấy thì Không, tôi thấy bình thường mà, chẳng qua do mình chưa quen thôi. Lúc đầu tôi học cái này thấy nó hơi loạn, nó nhiều file quá. vâng, bởi vì em thấy nó tạo ra một file xong rồi một cái có con bần lần mình lại bỏ vào một cái tiếp thì thành ra nó lằng ngoằng. Nó hơi lằng ngoằng thôi, không vấn đề gì cả. Được chưa? Các bạn được chưa? Ok ạ. Ok. Được chưa? Vòng lặp thì dùng NG4 nhá. Còn nếu mà thực hiện về điều kiện thì chúng ta có ng câu lệnh điều kiện thì chúng ta sử dụng ng if. Được chưa? Tiếp tục nha, chờ tí, cô Loan cô gọi. Alo, rồi bạn nói đi. Đái cái gì mà đái, đái thì cũng phải phải thấm. Có gì mà khó đâu. Rồi bàn nhau trên nhóm này, em đang trên lớp nha. Rồi rồi ok rồi rồi ok nha. Ok rồi. À bà Loan và anh vừa nghe tin là sắp tới thi thi online và sợ quá bà ấy gào ầm lên. Ok tiếp tục này, chúng ta mới có cái hai cặp giống ngoặc này, có NG4 có NG if này, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ bổ sung thêm cái thằng này, thằng imgrc này, được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ xử lý như nào? Đây, ví dụ như các bạn sẽ vào trong cái hero list component này. Ở mỗi thằng này các bạn thêm cho tôi một cái thuộc tính là img nữa. Thuộc kiểu dữ liệu là dạng chuỗi, dạng string.
Được chưa? Đang swing thì bây giờ chúng ta lấy ra cái Superman này. Giờ tôi đi kiếm một cái ảnh của thằng Superman về. Superman. Đâu rồi? Đây, Superman da đen. Mở một tab mới. Đây. Copy cái đường dẫn này. Bạn ném vào trong cái thuộc tính IMG của thằng Superman. Được chưa? Tương tự Spider-Man cũng vậy. Đây là IMG bằng một cái đường dẫn Spider-Man. Spider-Man. Đây. Đây là video. Đây. Đó. Ném hết vào trong cái đống này. Tiếp theo là Wonder Woman. Wonder Woman. Đây. Thêm cái thuộc tính IMG vào. Và cuối cùng là Black Widow. Quả phụ đen. IMG 2 chấm. Rồi đây. Tạm vào đây. Không được. Rồi đây. Rồi đấy, các bạn thêm giúp tôi cái đống này vào đi. Đống thuộc tính về ảnh vào trong cái mớ mảng về hero. Thêm luôn các bạn nha. Thêm luôn là giúp tôi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ hiển thị cái ảnh này ra ngoài. Xong chưa các bạn ơi? Xong rồi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ hiển thị cái đống này ra ngoài nhé. Mình sẽ hiển thị cái đống này ra ngoài màn hình. Thì chúng ta sẽ code như nào đúng không? Rồi. Đây, chúng ta sẽ hiển thị nó như nào. Thì rất là đơn giản thôi. Ở trong cái vòng for, cái ng4 này. Thì chúng ta hoàn toàn có thể là viết vào đây một cái img. Nhưng mà cái thuộc tính src thì chúng ta phải đưa nó vào thành dấu. Trong dấu ngoặc vuông chúng ta có cái hero chấm img luôn và có một cái width width bằng 70 pixel, chúng ta có một cái và nbsp nbsp được cách cách cái tên ra một chút là được. Đây các bạn sẽ thấy là nó hiển thị luôn cái mớ ảnh này ra ngoài, được chưa? Thì đấy là chúng ta ứng dụng vận dụng cái thuộc tính src nhưng mà đưa nó vào trong cờ giải cặp chống ngoặc vuông là sẽ xài được. Các thím.
khá ổn. Được chưa? Được rồi thầy. Hiển thị được rồi đúng không? Vâng ạ. Rồi, ok. Tiếp theo là chúng ta đã xong cái này này. Xong cái này này. Ở Xong thế cái này này. Cái này. NBSP Hả? là cái gì ạ? Ô, cái này nó là dấu cách mà. Sao của em? Nó là dấu cách ở trên code HTML mà em. Bây giờ em mới biết. Ôi trời ơi. Được chưa? Đây nha, GitHub sửa code tôi đẩy lên rồi nhá. Chúng ta có thể lên đây để xem này, xem lại. Đây. Rồi tiếp tục này. Bây giờ đến cái thằng này, đến các cái thằng dấu ngoặc tròn này. Bây giờ nếu trong trường hợp tôi muốn bấm một cái nút, tôi bấm một cái nút thì tôi hiển thị lên cái tên của hero đấy. Tôi làm nào đúng không? Thì ví dụ như ở trong này tôi có một cái button. Button có class là btn cách btn trừ sm cách btn trừ danger để nút xóa đây, nút xóa đây thì lại cho cái nbsp vào cho nó cách lùi ra. Đây à, chưa lưu à, cách lùi ra một chút được chưa, nút xóa này. Bây giờ tôi đang mong muốn là tôi sẽ bấm cái nút xóa đấy thì nó bật ra tên Mẹ tên của thằng thằng hero. Cái gì mà mẹ ơi, tầm này làm gì có ai mà mẹ ơi. Được chưa? Thì chúng ta sẽ làm như nào? Chúng ta gán cho cái button này một cái sự kiện là on click bằng bằng bây giờ ở đây bằng cái gì? Bằng chúng ta sẽ gán cho nó một cái hàm nữa, bằng cái tên hàm. Ví dụ ở trong cái hero list này chúng ta tạo ra một cái hero một một cái hàm nữa tên là remove hero. Được chưa? Remove hero. Chúng ta alert một đi. Được chưa? Thì ở ngoài này thì khi mà chúng ta bấm click vào thì chúng ta gọi đến cái hàm remove hero kia. Được chưa? Và bây giờ chúng ta xem này. Bấm. 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 Mà bấm được chưa, các bạn làm đi, tạo sự kiện on click cho cái button, sau đó là gọi đến cái hàm remove hero được viết ở trong cái hero list component, làm luôn giúp tôi nha, xem có chạy được không. Được chưa các bạn ơi? Có chạy được không? Thì được ạ. Được cái gì? Ok nha, bây giờ mình tiếp tục này. Hero remove hero nhưng bây giờ mình sẽ truyền giá trị vào cho nó, truyền giá trị vào. Bây giờ mình sẽ truyền luôn cái hero vào trong. Bây giờ mình truyền luôn cái hero này vào trong cái hàm remove hero này. Được chưa? Thì ở trong cái hàm trong file TS ấy, chúng ta cũng nhận một cái biến là hero. Nhận một cái biến hero ở đây. Và thay cho cái việc alert ra số 1 thì chúng ta sẽ alert ra hero.name. Dạ, alert ra hero.name. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy là tôi bấm nút xóa thì nó sẽ xóa ra cái tên của cái thằng này. Đây. Được chưa? Đây. Được chưa các bạn? Đấy, chúng ta gọi hàm như bình thường thôi nhưng mà cái hàm này nó xảy ra khi mà chúng ta thực hiện một cái sự kiện nào đấy. Nó giống y như việc các bạn học Java Swing ấy. Môn Java 3 và môn Java 2 ấy, thì cái code này người ta gọi là code B2, code của các bạn ấy người ta gọi là code B2.
là bấm vào một nút thì nó sẽ tạo ra một cái sự kiện để phục vụ cho cái nút, cho cái hành động bấm nút đi luôn. Nhưng mà ở đây chúng ta phải làm bằng tay chứ nó không có cái chuyện là sẽ có hỗ trợ đến tận tận răng như vậy được. Cho nên chúng ta phải làm bằng tay. Tối nay tớ đi đá bóng cậu nha. Không biết nhưng mà nấu ít cơm. TS Hả? Cái gì tệ? cho em xem phần Herolit TS, Đây. Ô, mỗi này thôi. Chúng ta chưa thực hiện hành động xóa cho nên là tôi mới hiển thị tên nữa thôi. Được chưa em ơi? được rồi ạ. Ừ, rồi ok nhá, bây giờ chúng ta tiến hành xóa này. Thì trước khi vào cái hành động xóa thì các em có biết cái này không? Đây tôi sẽ M12 lên. Đây ví dụ tôi có một cái var ARR bằng, đây ví dụ như này, tôi có một cái biến là ARR bằng một cái mảng như này. Được chưa? Bây giờ tôi muốn xóa tất cả những cái phần tử mà nó là số chẵn đi. Xóa tất cả những phần tử là số chẵn. Thì các em sẽ làm như nào? Theo các em sẽ xử lý cái bài toán là xóa tất cả phần tử là số chẵn ở trong cái mảng này đi như nào? Cho một cái biến chạy từ đầu đến cuối Có rồi một cái nếu biến chạy mà rồi chia cuối, hết toàn hai thì xóa. ok. Có ai có ý tưởng khác không? Không ai có ý tưởng khác à? Đều đồng ý với cái ý tưởng này à? Đúng rồi, thằng Huynh này nói đúng này. Thì đúng, thì là chúng ta có một cái hàm nữa ở trong JavaScript. Thực ra nếu mà trong trường hợp các bạn đang học môn JavaScript nâng cao thì các bạn sẽ biết, nhưng mà ở lớp ta thì có thể là các bạn đã quên hết rồi, thì tôi sẽ giảng lại một phần nữa. Thì như này, chúng ta ở trong JavaScript ấy, đặc biệt là với cái đối tượng với cái biến dạng mảng ấy, thì chúng ta có một cái hàm gọi là hàm là filter. Được chưa? Hàm filter nó sẽ giúp chúng ta lọc ra những cái phần tử nào thỏa mãn điều kiện. Được chưa? Thì ví dụ như chúng ta có var ARR2 bằng ARR.filter. Filter cái gì? Filter một cái function nhận một cái value và một cái index. Cái value thì cái hàm filter nó sẽ tự động nó chạy qua từng phần tử một cho các bạn. Được chưa? Và cái value này nó chính là các cái giá trị của các cái phần tử này. Được chưa? Còn cái index nó chính là các cái thứ tự, cái số index của từng phần tử một. Được chưa? Thì ở trong cái phạm function này thì chúng ta có cái gì? Chúng ta sẽ có là return value chia lấy dư cho hai mà bằng một. Được chưa? Sau đó tôi có ARR2. Em nhìn thấy gì ạ? Đây có phải là toàn bộ là số lẻ không? Đúng chưa? Toàn bộ cái đống này là số lẻ. Thì ở trong này chúng ta có cái hàm filter nó sẽ giúp chúng ta là lọc lấy tất cả các cái phần tử mà thỏa mãn cái điều kiện return. Được chưa? Return ở đây là lấy ra cái value, tức là lấy giá trị của từng phần tử một chia lấy dư cho hai, nếu mà nó bằng một thì sẽ lấy ra ngoài và gán cho cái biến ARR2. Được chưa? Ok chưa? Hiểu không các bạn Được. ơi? Được chưa? Nó giống y như cách của các bạn đang làm thôi, là nó các bạn nó cũng sẽ chạy từng phần tử một, lấy cái giá trị của phần tử đang được set chia lấy dư cho hai, nếu mà bằng một thì gán cho nó một cái mảng mới. Được chưa? Còn ở đây tôi làm y nguyên như vậy. Sao Thì có cho em cái đoạn đấy được không ạ? Cái đoạn va R2 ạ. đây gì, À vâng. đây đây được chưa, đây tôi sẽ code lại cái đoạn đấy ở đây. Đây như này, ARR2 bằng afilter này, thì tôi sẽ xuống dòng cái này cho các bạn dễ nhìn. Giờ bằng ARR.filter function value index return cái value chia lấy dư cho hai mà bằng một thì gắn cái phần tử đấy cho cái biến ARR. Được chưa thím? Thì bây giờ để áp dụng cho cái trường hợp mà chúng ta thực hiện xóa một cái hero này đi, thì chúng ta dựa vào cái phần tử hero, phần tử ID của nó, hoặc là dựa vào cả cái object hero này luôn. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có như sau.
this chấm Herolis bằng this chấm Herolis chấm filter trong này là một cái function nhận một cái tham số là item đi, chúng ta sẽ có return cái item mà khác với cái hero. Dạ. Như này nó sẽ lọc lại tất cả các cái giá trị ở trong cái đống này. Thằng nào mà khác so với cái thằng mà được truyền vào ấy thì nó sẽ lấy ra ngoài. Còn thằng nào giống thì nó sẽ trả, nó sẽ không lấy. Được chưa? Bây giờ chúng ta thử nhá. Đây, tôi sẽ thử này. Tôi reload trang cho đàng hoàng. Bấm này. Được chưa? Bay chưa? Thì đây nó là cái ứng dụng của cái hàm filter. Nếu mà chúng ta đã học cái môn Z nâng cao rồi thì hàm filter này là cái hàm được dùng rất nhiều, đặc biệt là trong cái trường hợp này, hoặc là trong cái trường hợp tìm kiếm thì nó cũng tương đối nhiều. Đấy như các thím ơi, xem xóa được chưa? Được chưa bạn ơi, chạy đi chưa? Để em mở nó bị nó error thì ạ. Được rồi. Đâu, em share screen đi xem nào. Cứ làm chậm thôi, tôi không cần yêu cầu các bạn phải làm nhanh như tôi làm gì cả. Cứ thong thả nhưng mà chúng ta nắm được cái công việc chúng ta đang làm là được. Share screen đi. Cái này là lọc, đúng hơn là xóa đấy, phải không? Đúng rồi, lọc. Chứ chuẩn đấy. Không phải là xóa. Đúng, nó không phải là xóa. Chỉ được cái hiểu nhanh. Em xem chưa thấy. Xem đi, em xem đi. Chưa nhìn thấy ạ. Chưa nhìn thấy, à, thấy rồi. Em mở cái code ra xem nào. Rồi. Em kéo lên trên này. Kéo cái màn hình của em lên trên. Từ từ. Hero list. Em mở cái hero cái file HTML ấy. Remove hero. Lỗi gì nhỉ? Mở cái hero list component ra xem nào. Nãy có alert được không? Nãy không ạ. Nãy không alert được à? Đó xuống đi. Là hero 2. Không, hero 2 nó là cái template của nó thôi, không sao. Em kéo lên trên cho xem có bị sai ở cái hero 2 đi không? À đúng rồi. Em sai cái file template UIL kìa. Cái tên file của em là cái file HTML ấy. Của em là hero 2. À? Đúng rồi, lưu xuống. Để nó build lại đi.
Được chưa? Tải đi xem nào. Được chưa? Rồi ạ. Dạ. Vâng vâng. Ông Khánh. Được chưa? Còn ai bị lỗi gì không? Các bạn ơi. Em có mà chờ em chạy lại cái bài đã. Em vừa tắt đi chạy lại xong. Ok. Đây rồi, thế này, thầy xem em cái. Đâu, share screen xem nào. Màn hình. Để em tiến nó xe. Mày lao quá. Cũng bị lỗi như bạn, nhưng mà anh em thiếu cái gì ấy. Thế từ từ làm là một lần hai lần làm sao mà đã nhớ được. Mở sơ cốt xem nào. Từ từ để nguyên nhá, để nguyên nhá. À ha, em nhìn thấy cái button click không? Đấy, em chưa gọi trên hàm. Nhưng mà cái bên TS này của em nó không có mỏng mè, các bạn không biết thiếu cái gì. Mè nó em ơi, cần gì phải màu. Cần gì màu? Mày còn thích đẹp ở đây nữa à? Nó cũng chạy được rồi. Tại còn màu. Ông lắm chuyện quá. Không chạy được thế ơi. Ông cắt bố đi, bây giờ cắt chôn gen này copy đi. Rồi. Phết rồi đấy. Lưu xuống. Là ông báo lỗi cái gì đỏ lòm nhỉ? Lại lỗi nữa. Từ từ nhá. Từ 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 vẫn đang lỗi mà. Nó vẫn đang lỗi đỏ lòm kìa. Lỗi đỏ lòm này, từ từ đến Channel sender. NGIF hình như là à, cái NGIF bằng mà cái dấu ngoặc kép sao nó lại. Đâu nó làm đúng rồi mà. Cái dưới nó thông báo cái gì á? Cái not allow ăn em cắt chữ C ở trong cái CMD đi xem nào. Cái terminal ấy. Terminal click vào terminal xong rồi Ctrl C cái. Đúng mà. Ctrl C đi. Ơ thì thế tôi thấy nó đúng rồi này. Ctrl C đi nào. Cái gì đấy? Rồi. Xong bây giờ gõ lại shop đi. Chờ nó chạy lâu lắm thầy ơi. Từ từ. Có thể nó phải build lại cái này. NG4. Tôi nghi cái đoạn NG4 của ông sai. Không viết dấu cách các thứ nó ai cho ai bảo viết dấu NG4 xong cách bằng. Nhìn thấy cái đoạn dòng số 14 không? Đấy bỏ dấu cách đi. Bên kia nữa. Không đằng sau với dấu bằng em. Vẫn dòng 14 đấy. Không được bằng rồi thầy. Không phải là không được nhưng mà tôi nghĩ là nó sẽ bị sai cú pháp ở đấy. Em có lỗi nữa. Đấy chạy ngon rồi đây. Oh. Em sao? Bật cái visual xem có lỗi. Đấy hết lỗi rồi đây. Oh, được rồi. Ôi được rồi thế. Đúng để quá thôi nào. Được rồi. Được rồi thế ạ. Tôi mấy giây nhá, tôi đang chọn nốt cái này. Sao máy mình có vẻ giật nhỉ?
Ok nhá. Thế là chúng ta xóa xong rồi đúng không? Xóa xong rồi này thì bây giờ đến đến cái đoạn chúng ta sẽ thực hiện cái chức năng là gọi là thêm thêm dữ liệu vào trong cái mảng của nợ kia. Được chưa? Thì ở đây chúng ta để thực hiện thêm được thì chúng ta sẽ có cái phần như sau. Đây phần như sau. Ở phía trên này chúng ta sẽ có một cái deep row côn trừ 6 offset 3. Yeah, chúng ta có cái deep form control, form group chứ. Form group có label. Label là tên tên hero này. Tên hero. Có một cái thẻ input type text. Có một cái anh text không? Bức text. Một cái tên này, một cái là ảnh này. Một cái là giới tính đúng không? Giới tính của hero. Thì cái giới tính của hero chúng ta sẽ sử dụng thẻ select. Dạ, sử dụng thẻ select. À quên, những cái input này các bạn có cho tôi vào đây là class bằng form trừ control. Đây, không control hết. Trong select này chúng ta có cái option. Option value 1 thì ở đây chúng ta để nó là nam. Value hồ nó nữ. Đây là giá trị bằng 2. Và có một cái button. À, chúng ta viết cho tôi cái form này lại, tôi sẽ gửi cho chúng ta vào trong cái mà tôi đã đẩy lên GitHub rồi. Đẩy GitHub rồi thì các bạn lên GitHub để lấy cho nhanh. GitHub đây, file này. Đây các bạn lên file này để lấy nhá. Tôi gửi cho các bạn ở trên phần chat này. Lấy về làm cho nhanh. Đây nó sẽ chính là như này. Tên hero, ảnh hero, giới tính. Được chưa? Được chưa các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ làm cái việc là điền thông tin. Chúng ta sẽ thực hiện cái kịch bản như sau. Điền thông tin vào cái form này. Chọn giới tính, chọn viết ảnh, viết tên hero, bấm nút lưu. Thì là thêm một cái hero nữa sẽ xuống xuống dưới này. Dạ, đấy là cái công việc chúng ta sẽ làm ở trong cái thời gian từ giờ đến cuối buổi. Dạ. Thì bây giờ để làm sao để làm cái việc đấy đúng không? Thì chúng ta có, các bạn xong cái giao diện chưa? Copy xong cái giao diện cho các thanh niên rồi. Đâu hết rồi? Rồi rồi. Rồi ok, lên hình rồi gì? Ok, thì tiếp tục nhá. Thì bây giờ ấy, để thực hiện cái việc này này thì tôi sẽ giải thích cho qua cho chúng ta nó như sau. À, 06 này. Đây chúng ta có như sau. Đây chúng ta có file TS này, đây là file HTML. Được chưa? Thì cái file này chúng ta cầm có cái data, có cục data. Data, ở đây chúng ta có một cái thẻ input. Được chưa? Thì bây giờ tôi mong muốn là cái dữ liệu này, cái cục data này nó sẽ luôn luôn bằng cái giá trị của cái thẻ input này. Tức là ở đây khi mà thay đổi, khi mà train cái giá trị của cái thẻ input này thì ngay lập tức những cái gì đang có, những cái gì đang được viết ở trên cái thẻ input của chúng ta nó ngay lập tức nó được gán vào cái biến data này.
thì liệu tôi có làm được không? Được chưa? Và làm cái đấy như thế nào? Đúng không? Thì đấy là công việc mà chúng ta sẽ phải làm. Thì ở đây chúng ta sẽ thực hiện code như sau. Các bạn tập thật sự tập trung vào chỗ này cho tôi nhé. Ai đang chat gì ấy? Đúng rồi, event kiap. Chúng ta sẽ có như sau. Đầu tiên tôi tạo ra một cái biến. Ví dụ tôi tạo ra một cái biến ở đây đi, là hero name. Tự custom hero name bằng cái suy rỗng như này. Như này của tôi không sai đúng không các bạn? Không có gì sai cả đúng không? Bây giờ tôi sẽ viết thêm một cái hàm nữa như sau, là trên hero name function nhận vào trong này một cái event và tôi sẽ tiến hành là console log ra cái event như này. Được chưa? Tạm thời chúng ta mới có như này. Đầu tiên là cái một cái biến tên là custom hero name này, một cái hàm để xử lý cho sự kiện là trên hero name nhận một tham số là event và chúng ta log ra cái event đó. Được chưa? Thì bây giờ tiếp theo tôi sẽ copy cái thằng này, copy tên hàm để làm gì? Để tôi viết cái sự kiện cho cái thằng thể input này. Đây tôi sẽ viết như sau. Đóng mở hoặc tròn này on kiap bằng cái sự kiện là train hero name và chúng ta có $ event. Dạ. Thì đây sau khi mà các bạn nhìn thấy cái đống này, cái đoạn mà như thế này, thì chúng ta lại nhớ lại lúc nãy là chúng ta có cái sự kiện là nó thể hiện là ở trong cái cặp dấu ngoặc tròn đúng không ạ? Thì đây kiếp tôi viết là key up thì tương đương với việc là quy định cái sự kiện, khi sự kiện key up diễn ra cho cái thằng thẻ input này thì cái hàm train hero name viết ở trong file TS kia nó sẽ được thực thi, nó sẽ được chạy. Nó được chạy ngay lập tức và tôi truyền vào trong này là một cái là $event. Và bây giờ chúng ta sẽ xem là cái $event đấy nó chính là cái biến event ở trong này, thì cái event này nó là cái gì. Được chưa? Bây giờ chúng ta thử nhá, các bạn chưa cần phải code phần này đâu, thử đã. Tôi bật F12 lên. Được chưa? Clear đi này. Thì thường ngọt kép thì sai mẹ rồi. Thử ngọt kép thì được. Ok. Đây, được chưa? Tôi viết số 4 này. Các bạn thấy nhìn thấy cái nó bật ra đây không? Đây làm lại này. Số 5 này, nhìn thấy cái này không? Nhìn thấy không? Có. Tên của nó là tên của cái kiểu dữ liệu của cái biến event ấy, nó là keyboard event đúng không ạ? Nó là keyboard event. Trong này nó có rất nhiều thứ khác nhau. Nhưng mà bây giờ tôi quan tâm đến cái thứ, một thứ ở trong này thôi. Đó là cái target. Cái target nhá. Cái event xong rồi chấm target thì nó thể hiện là nó trỏ đến được là cái thẻ nào ở trên cái trang HTML nó xảy ra cái sự kiện đấy. Được chưa? Chấm target là nó trỏ đến cái thẻ input đây này, input form này, các bạn thấy không? Tại sao nó không chỉ đến thằng này mà nó lại chỉ đến cái thằng phía trên này? Đúng không? Bởi vì cái thẻ đấy là cái thẻ mà xảy ra cái sự kiện on kiap. Các bạn hình dung ra được cái target này không? Được chưa? Tiếp tục này, trong cái target này chúng ta nhìn xem có cái gì hay không? Thì tôi chỉ thấy có một cái hay ở trong này thôi. Đó là cái value. Các bạn thấy cái số 45 đây có phải là 45 ở đây không? Đúng chưa? Xóa đi nhá. Rồi tôi tiếp này. Thiện TH. Đây tôi xem thằng cuối cùng. Target này. Chấm value này. Value rồi. Đây. Chấm value đây. Có phải là tôi lấy được cái giá trị mà của cái thẻ input nó đang có không? Đúng chưa? Thì dẫn đến một việc là gì? Dẫn đến một việc ở đây tôi hoàn toàn có thể viết như thế này, là this chấm custom hero name bằng với event chấm target chấm value. Thế này có được không? Được chưa? Và bây giờ tôi sẽ thử code, thử hiển thị ra ngoài này. Trước cái thằng label này tôi sẽ echo tên, tôi sẽ hiển thị giá trị của custom hero name. Được chưa? Đây
Đầu tiên các bạn sẽ nhìn thấy không có gì đúng trên này đúng không ạ? Không có gì này. Bây giờ này, hiện TH. Đẹp trai. Lên chưa? Đúng chưa? Cái ở phía trên này nó chính là cái giá trị của cái biến là custom hero name. Các bạn hình dung ra không ạ? Hình dung ra cái việc tôi đang làm không ạ? Vâng đấy. Vâng. Thầy biết hiện đẹp trai em chả nhìn thấy cái gì. Muối cả mắt. Đấy đấy. Được chưa? Thì là chúng ta xử lý một cái sự kiện và gán cái giá trị của cái thẻ đang nhận sự kiện đấy cho một cái biến. Ok không ạ? Vâng. Đến đoạn này thì dễ nhá đúng không? Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ ngắn. Đây là tôi đang diễn dịch ra, tôi đang diễn dịch cho các bạn hình dung ra cái công việc đúng ra nó phải làm như nào. Và bây giờ tôi sẽ rút ngắn nó lại này. Bây giờ tôi rút ngắn nó lại và tôi cho nó làm nó phức tạp hơn này. Thì bây giờ thay cho cái việc tôi có cái biến custom hero name này, tôi sẽ có một cái biến là custom hero bằng một cái object. Bằng một cái object. Trong cái object này tôi có các thuộc tính là id bằng null này. Có thuộc tính name bằng null luôn này. Được chưa? Name bằng null này. Tiếp tục tôi có img cũng bằng null này. Dạ, tôi có gender mặc định bằng 1 này. Được chưa? Được chưa? Bây giờ tôi sẽ làm cái việc này, các bạn xem nó là cái gì nhá. Các bạn nhớ cho tôi cái custom hero. Được chưa? Ngoài file HTML chúng ta có như sau. Chúng ta có cái hiển thị giá trị của biến custom hero với trạng thái là JSON. Để tôi cắt cái này đưa hẳn ra ngoài này cho nó dễ nhìn hơn một chút. Được chưa? Và ở cái input name này này thì tôi sẽ viết như này. Custom hero.name bằng với lại $event.target.value. Được chưa? Tôi không cần dùng hàm nữa. Đến giai đoạn này tôi không cần dùng hàm nữa. Đấy custom. Đấy là tôi. Wow, cái gì đây? Sai gì đây? Key up bằng custom hero.name. Sai mẹ gì nhỉ? Custom hero này. À, tôi viết sai chính tả. Custom hero này. Được chưa? Bây giờ chúng ta xem nhé. Xem output này. Nhìn thấy cái biến custom hero của tôi đang có id null, name null, img null, được chưa? Bây giờ tôi viết vào đây là fpt polytechnic. Bây giờ hết mù mắt chưa? Hết mù mắt chưa các bạn ơi? Ok ạ. Hiểu chúng ta đang làm gì không ạ? Đấy là chúng ta tạo ra một cái biến ở trong cái file TS, sau đó là chúng ta gán những cái dữ liệu mà chúng ta thay đổi trên màn hình cho các cái phần tử, cho các cái thuộc tính của cái object ở trong file TS kia, được chưa? Các bạn liệu có làm được cái việc tương tự với cái phần ảnh hero này không? Được. Được, ok, rồi. Được. Làm đi. Tôi đẩy code lên GitHub nhá. Rồi, bạn nào cần thì lên GitHub lấy. Đây cái custom hero của tôi đây. Đây là cái file HTML nó như này. Làm đi các Khánh nha, tôi đi đổ rác phát.
Mấy ông ơi, trong cái Herolib.ts ấy có cái sự kiện gì? Kiểu mình đang biết sự kiện cái app đúng không? Ở trong cái Herolib ấy mình làm như thế nào để nó không cần phải sự kiện gì đâu. Nó truyền thẳng đấy, không cần sự kiện đâu. Không cần ạ. Đúng, lúc ấy thầy demo là có function thì là có thêm sự kiện thôi, thầy viết thêm sự kiện, nhưng mà cái app này thầy ghi thêm vào thì không phải sự kiện. Ủa có ông nào lưu được không? Có lưu được mà. Sao không lưu được nhỉ? Nếu mà ghi sự kiện lưu chưa ghi được. Để cái app vào cái select với option kia phải load lại thì nó mới chạy cơ. Làm sao? Làm sao? Vẫn gặp vấn đề ở select đúng không? Vâng, cái lúc mà mình mở tab lên tab lại thì nó mới hiện lên 1-2. Đấy, nó phải như này. Riêng cái select ấy, em đặt sự kiện ở đâu? Em cũng thử ở đâu? Em đặt ở trên select, còn đặt vào option thì nó còn chả hiện. Đấy, gì. Đúng rồi, em đặt cái sự kiện gì? Cái app. Tài rồi. Với select cái này nó phải liên quan đến cái việc các em học môn JS cơ bản với lại môn HTML. Quên rồi ạ. Cái này làm rồi. Ừ ok, tên hay sao ấy. Cái thẻ select này ấy, thì sự kiện của nó sẽ là sự kiện on train. Đúng rồi, train. On train. Bằng, được chưa? Đấy cái gì custom hero.gender. Vâng. Bằng với $event.target.value. Được chưa? Bây giờ mình thử nhá. Nào. Đây. Bởi vì sao tôi đặt giá trị mặc định của gender bằng 1? Bởi vì nếu mà không, chúng ta không đổi gì, nó đúng là bằng 1 đúng không? Đúng chưa? Nhưng mà nếu mà bây giờ tôi đổi thành nữ, tôi đổi về nam. Thấy đổi chưa? Đúng chưa? Hay. Đúng chưa? Đấy, nên là phải lưu ý chúng ta làm cái gì chúng ta cũng phải lần mò một chút. Nha. Ok, tiếp tục với thằng này. Này, đây thì tôi sẽ xử lý lại, đây là img bằng value luôn. Dạ. Còn nếu mà thích nữa thì tôi có thể là để trên này một cái div này có tôn bằng ở đâu? Chờ chút. Deep row. Xong rồi deep. Tôn bằng 6 tiếp. Lại offset 3. Offset 3. Ở đây chúng ta có một cái thẻ img có thuộc tính src. Thuộc tính src bằng custom hero.img có class bằng img-float. Nè. Thì đến khi mà tôi làm gì ấy, ví dụ như tôi sẽ có cái hero là Joker chẳng hạn. Joker này. Đây. Copy cái hình Joker này vào. Paste vào đây. Thì cái hình nó sẽ hiển thị ở đây luôn. Được chưa? Đấy, đây là Joker này. Giới tính nữ này. Đấy, đủ thông tin, chỉ thiếu mỗi cái ID thôi đúng không? Được chưa? Được chưa các team ơi? Vâng. Đến đây là hiểu rồi gì? Ok. Ok, các bạn không cần phải hiển thị cái ảnh kia đâu. Cái ảnh kia để tôi demo cho khi mà chúng ta làm nó chuyên nghiệp hơn một chút thì nó sẽ thế nào thôi. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ lưu vào nhá. Thực hiện việc lưu vào. Thế theo các bạn lưu vào giờ chúng ta sẽ làm như thế nào? Thực hiện các cái công việc như thế nào để lưu được? ID. Lấy cái giá trị ở trên cái xếp cả 4 giá trị đấy vào. 3 giá trị đấy vào. Ừ. Nhưng mà để thực hiện những công việc thế nào cơ mà? Từ cái việc là sự kiện nào để thực hiện việc lưu này. Rồi trong cái sự kiện đấy chúng ta làm cái gì này? Thì các em sẽ làm như nào? Sự kiện button thì on click. Ờ rồi ok, cái button này on click. Chính xác. Click thì chúng ta sẽ gọi đến một cái sự kiện là save đúng không?
save hero, đúng chưa? Như này, bởi vì chúng ta không phải truyền cái tham số gì vào đâu, bởi vì trong cái việc file TS này nó đã quản lý được cái file custom hero này rồi, đúng không? Nên chúng ta không phải truyền cái gì vào đây cả, chúng ta chỉ việc viết cái hàm save hero này là để nốt lại là à đến lúc này là tôi sẽ phải chạy cái hàm save hero này, thế thôi, được chưa? Trong cái hàm save hero này các em sẽ làm gì? Add cái custom hero này vào cái hero list ạ. Nhưng mà lấy ID. Đúng rồi, chúng ta còn quan tâm đến cái ID nữa. Bây giờ chúng ta cần phải bước 1 là tìm được cái ID. Tìm được cái ID lớn nhất trong mảng hero list. Như này đúng chưa? Sau đó là chúng ta sẽ đến bước 2 là gán lại giá trị của custom hero.id bằng cái giá trị lớn nhất cộng một đơn vị, đúng không? Sau rồi mới đến bước 3 là push cái custom hero vào trong cái hero list, đúng không ạ? Và đến bước 4 là trả lại giá trị cho biến custom hero. Thì các 4 bước này các bạn có làm được không? Các bạn có làm được 4 cái bước này không? Ví dụ bước này các bạn sẽ làm như nào? Bạn sẽ làm như nào? Thử nghĩ nào. Chưa cần phải đến cú pháp nhá, các em chỉ tìm hướng thôi. Như ngày xưa làm thì chọn một cái lớn nhất, xong rồi so sánh từ dưới lên trên. Đúng. Thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái là biến va và biến let. Let max ID, đúng không? Đúng chưa? Bằng ví dụ cứ để không đi. Đúng chưa? Bây giờ chúng ta sẽ có là this hero list for each function, đây là value, hoặc là để là item đi, item chúng ta sẽ có là nếu mà cái item chấm id mà lớn hơn cái max id, dạo hơn nó bằng được max id thì cái max id bằng luôn cái item id này, đúng chưa? Thì nó chạy hết vòng ngoặc này thì là tôi sẽ có cái ID lớn nhất rồi, đúng không? Được. Xong rồi chúng ta sẽ có là cái this chấm custom hero chấm ID nó bằng với lại cộng cộng của cái max ID này, đúng chưa? Cái cộng cộng thì còn nhớ không? Cộng hai cộng một đơn vị chứ em, cộng một đơn vị thôi. Vâng. Rồi ok, xong rồi tiếp theo mình sẽ có một cái là this.push à, this.herolist.push của cái 123 this.customhero. Ủa, ba cái chấm là cái gì? Từ từ bình tĩnh. Để tôi lưu nó có chạy không? Không chạy rồi. Ba dấu chấm này là clone, ý nghĩa của nó là clone. Thôi rồi, cứ bỏ này đi vậy. Được chưa? Đến đây thì như này thì hiểu đúng không? Và cuối cùng là gán lại cái custom hero về cái giá trị gốc của nó. Này this chấm. Được chưa? Bây giờ chúng ta thử nhá. Thử nhá. Nào. Đây là Joker này. Ảnh hero thì tôi lấy cái ảnh này, tôi phang vào đây, giới tính vẫn để là nam đi, view, đúng chưa? Hợp lý quá nhỉ. Dạ. Tiếp theo này, tôi lại thêm một cái hero nữa, tôi không biết tên mấy cái thằng này đâu, cái gì nhỉ? Cái thằng người sói cái gì nhỉ? Wolverine. Wolverine. Đây, copy cái này.
Wolverine. Đây, lại giới tính nữ. Được chưa? Đấy, rất đơn giản thôi. Ok chưa? Đấy thì chúng ta trước khi làm cái việc gì ấy, chúng ta phải xác định được các công việc mình phải làm đã. Xong rồi các em mới làm, chứ nếu không các em cứ cắm đầu cắm cổ mà làm thì các em dễ làm sai lắm. Được chưa? Sang đúng này vào đi các Khánh ơi. Tương vào đi. Hôm nay chúng ta tương tác với DOM và với cái component này xong rồi thì hôm sau tôi sẽ hướng dẫn chúng ta một chút về TypeScript để chúng ta code cho nó dễ. Đang reload nào. Chưa, bằng này vẫn đọc được, vẫn đang ở tầm đọc được, không phải là không đọc được. Ủa sao em không xếp được thầy ơi? Hả? Sao em không xếp được ảnh á? Không xếp được ảnh á? Đâu, tôi coi cái màn hình của em nào. Để cho em xem lại code chỗ bên Heroid Component .html á. À, chỗ đây vâng. Chỗ ảnh á đây ảnh đây ấy qua tab chấm ts thì thế. Đấy, thầy xem dùm em mới sao tự nhiên của em mất hết trơn nữa. Xem screen như thế nào. Rồi nhé, bình tĩnh nhé. Để đọc code đã. Không, từ em cho thầy xem cái bên này đã. Đây, nó mất hết luôn thầy ạ. Sao lại mất hết thế nhỉ? Em không biết, em chỉ chuyển sang cái bên này xếp cái Ctrl S cái mất hết luôn. À, em xóa mẹ cái đoạn ở dưới đi rồi còn đâu. Đây thầy ơi, nó đây đây. Từ từ. Còn đây. Vâng, nó vẫn còn mà. Thế em mới thắc mắc nữa. Bình tĩnh nhá, kéo lùi lên trên tôi coi nào. Cái button đấy sao lại màu đỏ đấy kia nhỉ? Thế em đang thắc mắc thầy. Nhưng thừa thẻ deep thầy ạ. Có khả năng là thằng này nó bị thừa một thẻ deep. Deep, từ từ đã, đến xem nào. Đây em kéo xuống để đếm thẻ deep ấy. Deep này, row này.
Deep này này, ok đúng rồi này, deep form group này. À cái thẻ IMG của em kia, em xóa sự cái IMG đi. Rồi lưu xuống. Vẫn chưa được. Bên trên button còn thừa một thẻ button như này. Rồi đúng rồi. Em xóa cái đoạn button đằng trước cái class đi. Không không không, ở dưới. Đây à? Đúng rồi, xóa đây đi. Nữa. Rồi lưu xuống. Đây được rồi. Đóng nhầm, đóng nhầm. Ok, ok rồi đấy, em cảm ơn. Đấy các bạn lưu được chưa? Khá là ok. Được rồi gì? Dạ vâng ạ. Rồi ok nhá. Tôi đẩy cô lên GitHub đã này. Tiếp tục nhá. Bây giờ chúng ta còn một chức năng nữa. Thứ nhất là chúng ta làm hiển thị danh sách rồi này, xóa rồi này, thêm rồi này. Bây giờ còn một chức năng là sửa thôi đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ làm thử cái sửa nhá. Thì ví dụ ở trong này tôi đã có một cái button là để xóa rồi. Bây giờ tôi sẽ nhân cái này lên. Để tôi có một cái button nữa là button sửa. Button info này. Sửa. À, đây là edit. Edit hero. Dạ. Yeah. Edit hero. Khi mà tôi bấm vào cái nút sửa này thì nó sẽ chạy cái hàm edit hero này và truyền cái biến hero vào, đúng không ạ? Ở trong này tôi sẽ tạo ra một cái hàm mới là hàm edit hero. Và ở đây tôi thực hiện rất dễ thôi. Tôi sẽ là this chấm custom hero bằng cái biến hero. Biết là có như này được không? Được. Bằng cái biến hero này. Được chưa? Đây chúng ta sẽ xem thử nhá. Xem nó ra như nào. Đây chúng ta có biến custom hero ở trên này đây. Chúng ta sửa thằng Superman. Được chưa? Sửa thằng Spider-Man. Sửa thằng Wonder Woman. Được chưa? Hiển thị chưa? Thầy mở lại em xem. Thầy có mở màn hình không? Ờ, vẫn đang share mà. Ờ. Tôi có share đâu thầy. Ở đây đây đây. Rồi đây nha, tôi làm lại này. Ở cái danh sách, cái LI, cái đống LI OL ấy, thì tôi thêm một cái button này vào. Tôi thêm một cái button này vào. Được chưa? Button này tôi để là chữ sửa. Và có BTN info sửa. Thì tôi nhận một sự kiện on click của thằng nút sửa này, thì tôi gọi đến hàm là edit hero và tôi truyền cái biến hero đang ở trong cái danh sách này vào, đúng chưa? Được chưa? Thì ở trong cái phần TS thì tôi nhận một cái hàm là edit hero và tôi có cái this custom hero bằng cái biến hero truyền vào. Được chưa? Thì dẫn đến cái output của tôi ra ngoài nó sẽ như thế này. Ví dụ chàng Superman này. Đây, và ở đây nó đã thay đổi ảnh này. Spider-Man này. Được chưa? Wonder Woman này. Được chưa? Và cái thằng này. Black Widow. Được chưa? Xong chưa? Đấy thì nó thay đổi ngay lập tức đúng không? Được chưa? Thì bây giờ chờ các bạn chờ tôi chút nha, tôi nghe điện thoại không. Alo. Alo ai đấy ạ? Vâng vâng. Vâng vâng em nhớ mong mạc rồi. Vâng vâng. Vâng. Đâu có phải giới hạn, không giới hạn đâu. Của bọn em có được có 100 người thôi. Vâng. Không biết
cái đấy là như là nó phải trong gói gói của bọn em thì đăng ký được cái gói giáo dục ấy, gói giáo dục thì nó được 100, bên bên trên đại học họ đăng ký anh ơi. Vâng, làm gì có mất phí đâu, không mất phí, gói giáo dục là không mất phí nhá. Vâng, anh gửi mail cho bạn Google là đăng ký là chúng tôi là tổ chức giáo dục ở trường này chúng tôi có tên miền như này, có tôi nên đủ đàng hoàng rồi chúng tôi có website cho tôi đăng ký là gói giáo dục thì nó access chắc là được mà. Vâng, đúng rồi, cái tôi tên miền của mình ấy. Thế sao hay vậy? Anh đăng ký gói gói được siêu của Google trước, đăng ký được, đăng ký với cái tên miền edu của trường anh ấy. Đấy, xong anh chắc là anh cần phải gửi một email hoặc anh đăng ký ở trong cái pack education của bạn đấy, của bạn Google ấy. Chắc là được đấy. Vâng, ok nha. Vâng. Rồi, ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm nào để bây giờ chúng ta cần là cái cần cái việc phin được cái dữ liệu ở cái thằng này, phin được dữ liệu black white đầu vào đây, gender bằng 2 xuống đây, và cái đường dẫn ảnh này vào trong này. Đấy là cái việc để làm cái lưu đúng không ạ, cái edit đúng không ạ. Thì bây giờ tôi lại hỏi ngược lại các bạn một câu là để gán được giá trị, khi mà gán giá trị cho một cái thẻ input này thì chúng ta sử dụng thuộc tính gì của nó nhỉ? Element à? Không phải, gì? Thuộc tính gì? Value. Đúng không? Thuộc tính value. Chính xác. Thì ở trong này chúng ta sẽ có là gì? Bởi vì chúng ta muốn gán cái custom hero.name vào trong cái tag của thẻ input này thì chúng ta sẽ sử dụng thuộc tính là value đúng không? Nhưng mà như lúc nãy tôi đã nói rồi, khi mà chúng ta gán giá trị cho thuộc tính thì chúng ta phải sử dụng cái cặp dấu là dấu ngoặc vuông này. Đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ có là đóng ở ngoặc vuông này. Value bằng, đúng không ạ? Sau đó màu xấu này bằng với lại cái custom hero.name. Tôi làm việc tương tự, à quên nhầm, xin lỗi, nhầm, không phải ở đây chứ. Sự kiện. Tôi dí nhầm. Đây, value custom hero name này. Ở đây chúng ta có value custom tấm img này, đúng không ạ? Và ở cái thẻ select này chúng ta cũng có một cái value bằng custom.gender. Được chưa? Bây giờ chúng ta thử cái nhá. Pilot trang này, sửa. Chúng ta Superman này, ảnh này, giới tính nam này. Wonder Woman, ảnh giới tính nữ. Được chưa? Đấy. Ok chưa? Kể cả bây giờ tôi hủy đi, tôi thêm là Joker vào. Ảnh này tôi copy lại, đăng vào đây, giới tính nam. Được chưa? Bây giờ tôi bấm vào sửa. Được chưa các bạn? Hiểu chưa? Hiểu phải làm gì chưa? Xét các cái thuộc tính name, các thuộc tính value bằng với cái giá trị tương ứng từ cái thằng custom hero. Được chưa các thím ơi? Thế thôi, không có gì cao siêu cả. Được chưa? Các bạn làm đi. Thêm cái phần này vào giúp tôi cái. Đây, tôi kéo lùi thằng này xuống cho chúng ta xem nó dễ. Rồi đây. Rất là đơn giản đó. Mấy nữa chúng ta còn có một cái nó hay hơn, nó không phải là chúng ta làm vất vả như này nữa, mà nó có nhiều cái nó phin thẳng ở trong luôn, đỡ mệt.
Em xem bên TS đồng thời. Ok. Đấy, nó có mỗi thế này thôi. Nó đang là lưu và nó không tạo ra cái mới. Thì lưu hiện tại nó vẫn đang tạo ra cái mới mà. Thì phải dùng if nếu mà trùng. Mình đã sửa gì đâu mà chả tạo ra cái mới. Thế thì mở chỗ button sửa em xem vậy ạ. Đây. Em ấy vừa sửa vừa lưu thành cái mới rồi đây. Thì tôi đã sửa code ở phần lưu đâu mà nó sẽ tạo thành cái mới. Thì bây giờ nhá, các em xong cái phần hiển thị được lên chưa? Xong hết rồi đúng không? Rồi. Rồi. Bây giờ các em xem này, ví dụ sửa này. Dạ. Very man handsome. Thấy nó sửa ở đây luôn không? Thế sửa đây luôn không? Đây ví dụ tôi sửa thành Vũ Trí Thành. Đây. Được chưa? Vâng. Sửa luôn đúng không? Bây giờ tôi sửa cái ảnh của Vũ Trí Thành này thành cái ảnh này. Được chưa? Vâng. Đúng không? Là nó tự cập nhật lại. Đúng không? Vâng. Đấy, cái này tôi sẽ giải thích ở trong một buổi khác nhá. Tôi sẽ giải thích cho các em trong một buổi khác, bởi buổi này chúng ta sắp hết thời gian rồi. Thì tôi sẽ giải thích cho các bạn một buổi khác, và tôi cũng giải thích luôn cho các bạn vì sao nãy tôi cố tình tôi làm ba cái dấu chấm ấy. Thì tôi sẽ giới thiệu cho các em sau. Cái đấy nó thuộc về cái S6 ở cái JavaScript, thì tôi sẽ giải thích cho các em sau. Các em chỉ cần biết là nó hiện tại là các em sửa như nào. Ví dụ như là thành Trần Thị Loan này. Đúng chưa? Và nó ngay lập tức nó sửa luôn ở dưới, đúng không ạ? Bây giờ tôi bấm nút lưu làm sao để cho nó không thêm thằng mới, như hiện tại là nó sẽ thêm thằng mới này. Đúng chưa? Làm sao để cho nó không thêm thằng mới? Thì bây giờ sẽ làm như sau. Chỉ rất đơn giản thôi. Các em thêm một cái if vào đây là xong. Nếu this.customhero.id đúng không? Lớn hơn 0 phát. Đúng chưa? Lớn hơn 0 thì đây. Thì chúng ta sẽ break cái đống này vào. Break cái đống này vào, nhét vào đây. Là xong. Là chúng ta chẳng phải làm gì cả, bởi vì khi mà chúng ta sửa text ở trên kia, nó làm sao? Nó đã tự thay đổi ở trong cái list rồi. Được chưa? Thì đây chúng ta xem lại này. Đây nhá, tạo mới này. Trần Thị Loan. Hoặc là Đặng Quang Minh đi. Quang Minh. Đây. Nhân vật phản diện. Giới tính nữ, lưu xuống này. Ơ, đích lưu được à? À. Nó đã lấy ID được. Sorry, đây, khác nun. À đâu, đây là bằng nun chứ. Bằng nun thì mới làm cái việc này. Xin lỗi các bạn nha, tôi nhầm. Đặng Quang Minh. Ảnh đây. Giới tính nữ, lưu xuống này. Thì đây cũng không Đặng Quang Minh đây nhá.
Dạ, đây là nữ Wonder Woman này. Đây sửa thành Trần Thị Loan. Dạ, đây là Loan Béo. FPT Poly. Đâu nhỉ? Đây. Có luôn. Ờ. Chết ảnh rồi. Đây. Bị cô Loan report. Rồi đây, copy đường dẫn này. Đăng vào đây. Được chưa? Xong, bây giờ tôi lưu xuống này. Thì nó chỉ thay đổi đây và nó đơn giản, nó không phin cái gì vào đây nữa là xong. Được chưa? Các em thêm một cái đoạn if để vào đây nữa là xong. Ok không ạ? Và còn một cái nữa là chúng ta phải thêm cái nút hủy vào đây nữa. Thêm một cái button hủy. Và NDSP button. Class BPN cách BPN trừ SM cách BPN trừ Danger nó hủy. Thì cái nút hủy này nó giúp tôi reset lại cái custom hero này. Đây. Đây là cancel. Dạ. Đó, thì ở trong này tôi sẽ viết một cái hàm cancel ra đây. Cái hàm này thì chỉ đơn giản là chạy cái lệnh này thôi. Và ở đây tôi sẽ gọi đến cái hàm cancel. Git cancel. Xong. Đó, bây giờ tôi sẽ thử nhá. Đây, sửa này, hủy này. Dạ. Hủy này thì nó vẫn giữ nguyên. Thì đây là Trần Thị Loan. Trần Thị Loan ảnh. Đây, Việt nữ, xong. Dạ, sửa, black white đầu, hủy đi. Chứ như lúc nãy là các bạn bấm sửa và các bạn không hủy đâu. Đúng không? Đó, thì là cái thực hiện cái việc quản lý được một cái tập dữ liệu. Đúng chưa? Tốt, tôi đã gửi lên trên GitHub rồi nhá. Các bạn có thể lên GitHub cái kênh này, cái đường dẫn đây, để các bạn có thể xem lại cái sửa code của lớp mình. Được chưa? File được, em dùng cái gì cũng được. Đây là một cách tôi dùng cho nhau Huynh nhá. Được chưa? Bây giờ dựa vào trên cái bài này tôi sẽ cho các bạn một cái bài mới gọi là bài lab 1. Bài tập 2 đi. Ở đây không phải lớp mình. Lớp khác. Đây. Tôi sẽ tạo ra một cái bài mới cho các bạn, bài lab 1. Lab 1 là thực hiện quản lý thông tin của một bệnh viện đang trong dịch COVID 2019, được chưa? Các thông tin cần quản lý như sau. Hai chấm. Thứ nhất là tên bệnh viện này, ID của bệnh viện này. Tên bệnh viện này. Ảnh của bệnh viện này. Giám đốc này. Tên giám đốc. Tiếp theo là địa chỉ. Số ca nhiễm COVID 2019 đã nhập viện. Số ca chữa khỏi. Số ca tử vong. Dạ. Các bạn thực hiện thêm sửa xóa hiển thị danh sách của các bệnh viện. Dạ. Và nộp cái này các bạn lưu ý là các bạn có thể làm online được nhé. Làm online như nào? Thì đây này. Các bạn vào trang Stackblitz. Đây, các bạn vào stackblitz.com này, các bạn đăng nhập bằng tài khoản GitHub này. Sau đó các bạn chọn Angular này. Chọn Angular này. Đây. Xong chúng ta code như bình thường. Được chưa? Ví dụ như ở đây các bạn hoàn toàn có thể, đây là
để đây là hospital, hospital bằng cái mảng, yeah. Mảng này bao gồm ví dụ như là object này, object này là ID bằng 1 này, name bằng bệnh viện Poly, bệnh viện PT 14306, ứng dụng UD, được chưa? Hai là object tiếp theo là ID bằng 2, name bằng bệnh viện Poly, được chưa? Sau đó các bạn lưu xuống Catonet như bình thường. Ra ngoài này chúng ta sẽ tiến hành là xóa cái này đi. Chúng ta chơi cái bài là UL xong rồi LI này. Tao NG4. Đấy, nó có hỗ trợ luôn. Là hospital. Hospital. Let up of. Rồi. Đi chạy. Ôi trời ơi. Đéo tin. Hospital này. Được chưa? Và đây tôi sẽ biết ở đây là hiển thị giá trị của cái h.name. Xong, đây các bạn thấy nó chạy như bình thường đúng chưa? Đúng chưa? Thì các bạn chỉ việc là copy cái đường dẫn này. Các bạn copy cái đường dẫn này giúp tôi. Được chưa? Các bạn ném một file text, các bạn submit lên trên cái bài tập mà ở trong Classroom của mình. Đây, ví dụ tôi mở một cái tab ẩn danh mới. Đây, nhìn thấy không? Nó output ra rồi này. Được chưa? Còn nếu trong trường hợp các em muốn cho tôi xem code của các em thì các em copy cái đường dẫn này. Copy cái đường dẫn ở trên trình duyệt của chúng ta ấy. Copy cái đường dẫn này. Em cũng gửi cho tôi luôn. Đây. Thì tôi sẽ nhìn thấy là code của các em đang ở đâu, đang làm cái gì. Đấy, tôi sẽ chấm cả trên code. Tôi chấm cả trên code, cả trên cái màn hình của chúng ta đang làm. Hiểu không ạ? Các bạn hiểu không? Các Thánh này. Có thể cứ copy hết luôn. Hiểu hết rồi. À, các em copy mỗi cái đường dẫn này thôi. Gửi lên cho tôi làm bài tập là được. Hiểu chưa? Đấy, con rất đơn giản vậy thôi. Nó tự lưu này, cái này nó tự lưu ạ. Nó tự lưu vào. Được chưa? Được rồi. Rồi, ok, bây giờ tôi sẽ tạo ra cái điểm cho chúng ta, điểm 10 này. Ngày nộp là ngày mai nhá, tối ngày mai nhá. Được chưa? Được. Tối ngày mai là làm xong được rồi. Đúng không? Đây là bài lab. Rồi. Tất cả chúng ta đều phải làm. Và gửi lại tôi cái đường dẫn đấy nhá. Được chưa? Được. Có thắc mắc gì không? Những cái thông tin này nó không khó đến mức là chúng ta không làm được đâu. Vâng, vâng. Chỉ nhập thông tin và thực hiện giống như tôi vừa làm lúc nãy thôi mà, trong buổi hôm nay của chúng ta ấy. Được chưa? Vâng. Rồi, ok. Giờ sẽ điểm danh nhá. Rồi, ru vẫn như cũ rồi. Bạn nào đọc đến tên thì có lên. Rồi, Trung Hải, Thanh Phương, Bạch Công Dũng, Tiến Trường, Sĩ Mạnh, Đức Anh, An Văn Dũng, Thế Anh, Tuấn Sơn, Đặng Văn Toàn, Đức Huân, đợi em một tí ạ. Ôi giời. Đình Dương, Quang Huy, Quang Minh, Minh Chiến, ok, Văn Huynh, Trung Chiến, Tiến Dương, Hoài Nam, Minh Hiếu, Như Quỳnh, Mai Lan, Tiến Long, Minh Quốc, Hà Ngọc An,
Trần Minh Khương, Dương Tấn Minh. Dương Tấn Minh có không? Lê Đức Quyền, Duy Lương, Nguyễn Minh Tuấn, Trần Ngọc Hải, Nguyễn Quyết Chiến, Đình Bình. Đình Bình rồi, ok, những bạn sau vắng này. À, Vũ Đức Anh này. Em ạ. Hả? Vũ Đức Anh có em không? Đình Bình. Có không? Em Đình Bình ạ. Em là Đình Bình ạ. Đây, ok. Vũ Đức Anh này. À, Phùng Minh, à quên nhầm, Lê Hoài Nam này. Đình Bình chat lên đi xem nào. Đâu rồi? Không chat lên là tôi lại đánh áp sân đấy nhá. Cái gì đấy? Rồi đấy, có thế thôi, đơn giản vậy thôi. Ok. Các có ai có phần hỏi gì lại không ạ? Về cái nội dung bài ngày hôm nay. Chúng ta thực hiện tương tác với các với cái component để cho chúng ta thực sự hiểu được cái HTML với cái TS nó làm việc với nhau như nào. Thì đấy là nội dung chính của bài ngày hôm nay. Thì chúng ta làm cả cái việc hiển thị danh sách thêm sửa xóa cho một cái tập data. Được chưa? Thì nếu không bạn nào hỏi gì thì chúng ta làm bài nhá. Ok, hôm nay chúng ta kết thúc ở đây thôi. Video tôi sẽ up lên sớm. Được chưa?